sáng 19 tháng 11, đội tuyển Hà Lan gặp Ireland trong trận đấu vòng loại Euro 2024 với mục tiêu giành 3 điểm. Hà Lan sớm có bàn thắng do công của Wout Weghorst. Sang hiệp 2, Hà Lan vẫn kiểm soát trận đấu và tung ra gần 20 cú sút nhưng không có thêm bàn thắng. Hà Lan giữ thắng lợi 1-0 và tạo cách biệt 3 điểm so với đối thủ Hy Lạp. Trong trận khác, đội tuyển Pháp đánh bại Gibraltar với tỷ số 14-0, còn kết quả các trận khác như Israel 1-2 Romania, Thụy Sĩ 1-1 Kosovo, Belarus 1-0 Andorra và Latvia 0-2 Croatia. Cầu thủ trẻ Lamine Yamal của Barcelona nhận danh hiệu cậu bé vàng 2023, trong khi tiền vệ giúp Bellingham của Real Madrid giành giải thưởng cậu bé vàng 2023. Đội tuyển Thái Lan thua Trung Quốc và mất Chanathip Songkrasin và Passahimaribun do chấn thương mất cá chân. Casemiro của Manchester United không quan tâm đến việc rời khỏi câu lạc bộ vào tháng 1, nhưng Ả Rập Saudi đang quan tâm đến anh. Manchester City lo lắng về chấn thương của Erling Haaland trước trận đấu với Liverpool. Trong bán kết ATP Final, Novak Djokovic đánh bại Carlos Alcaraz và góp mặt ở chung kết. Trong cầu lông, Tiến Tuấn đánh bại Nguyễn Tiến Minh trong trận chung kết nam để giành HCV. Mời bạn xem video chi tiết trong phần bình luận.